quản người dùng Microsoft bị dò dỉ thông tin. Microsoft mới đây đã phát hiện có khoảng 44 triệu tài khoản người dùng bị dò dỉ thông tin do vi phạm các nguyên tắc bảo mật. Theo trang Znet, nhóm nghiên cứu mối đe dọa của Microsoft tiến hành quét tất cả các tài khoản Microsoft trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019. Các tài khoản này được so sánh với cơ sở dữ liệu gồm hơn 3 tỷ thông tin bị dò dỉ được lấy từ nhiều nguồn. Kết quả phát hiện ra khoảng 44 triệu tài khoản người dùng sử dụng lại tên và mật khẩu bị dò dỉ trực tuyến. Sau các vi phạm bảo mật tại các dịch vụ trực tuyến khác, tổng số 44 triệu tài khoản bao gồm tài khoản người dùng thông thường Microsoft Service Account và cả tài khoản doanh nghiệp Microsoft Azure AD, Microsoft thường khuyến cáo người dùng không sử dụng mật khẩu yếu hoặc dễ đoán khi thiết lập tài khoản, nhưng những cảnh báo này không bao gồm các tình huống sử dụng lại mật khẩu. Người dùng có thể đang sử dụng một mật đủ mạnh vượt qua kiểm tra của Microsoft, nhưng Microsoft không có cách nào để biết liệu người dùng có sử dụng lại mật khẩu đó ở những nơi khác hay không khi dịch vụ của bên thứ ba có vi phạm bảo mật mật khẩu của người dùng bị đánh cắp và dò dỉ trực tuyến điều này vô tình khiến tài khoản microsoft của người dùng gặp rủi ro trong tình huống này tin tặc có thể lợi dụng các tài khoản và mật khẩu bị dò dỉ sử dụng nó truy cập vào các tài khoản khác của người dùng chẳng hạn như microsoft google facebook twitter microsoft khuyến nghị rằng người dùng nên sao lưu mật khẩu của mình với một số hình thức xác thực mạnh mẽ như xác thực đa yếu tố